Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Ben Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay Đông Ben Mỹ Đình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc xe Đông Ben V5 phiên bản 5 chỗ đời 2020 của nhà máy Đông Ben Việt Nam, được dán đề can rất là đặc biệt. Thì đây là một trong những cái sản phẩm trong cái series mà bên mình dán đề can và thiết kế nhận diện thương hiệu cho khách hàng. Anh là một người bán về những cái sản phẩm bánh sinh nhật cũng như là bánh ngọt, và anh giao hàng ở khắp thị trường Hà Nội. Anh có mong muốn là làm một cái sản phẩm làm sao để nổi bật được cái thương hiệu của anh, và hơn nữa là nó độc đáo, nó đặc sắc bởi hai cái tông màu cơ bản là màu trắng và màu đen. Chúc các bạn là cái sản phẩm đấy, cái đường cong của nó được đi đều theo một cái hướng nó rất là luật đấy, mình dùng từ luật. Vì thực tế này, cái xe này nó không chỉ là dán đề can đâu mà nó còn có cả hệ thống sơn nữa. Thì trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ một chút về cái hệ thống nhận diện thương hiệu và dán đề can, sơn đề can của Đông Ben Mỹ Đình. Chào các bạn này, các bạn nhìn này, với cái hình nền sơn đen này là bên mình đang sơn nhá, mình không dán đề can. Đấy, cái nền đen trắng này. Thì cái sản phẩm này là trên bay cơ bản của cái chiếc xe Đông Ben X30 V5 màu trắng, vừa được sơn đen ở các cái vùng đen thì kia. Còn các cái mục chữ này như là Gia Khánh Bakery này, cái logo này, số điện thoại các thứ thì đều được làm bằng đề can thôi. Và đề can hai lớp nhá. Như các bạn đã biết là với cái chiếc xe màu trắng đen mà này, chữ cũng trắng đen thì cực kỳ khó lỗi. Nên là chúng mình đã dùng cái giải pháp là dùng hai cái lớp, một lớp đen và một lớp trắng để đèn lên nhau thì nó mới lỗi được cái bộ nhận diện thương hiệu của khách hàng như thế này. Thì điều đặc biệt nhất mà mình muốn nhắc tới trong video này đó chính là hệ thống nhận diện thương hiệu của Đông Ben, của ô tô Thiện Nhân, là một trong những cái hệ thống nhận diện thương hiệu tốt nhất ở Việt Nam. Đấy, bên mình có một cái đội ngũ thiết kế riêng biệt khiến cho các bạn thực sự hài lòng về cái bộ nhận diện thương hiệu của các bạn, làm nổi bật các bạn lên khi các bạn đi ngoài đường, làm nổi bật các cái sản phẩm mà các bạn bán khi các bạn đi ngoài đường. Đây là một chiếc xe Đông Ben X30 V5 đời 2020 trọng tải 700 kg mà mình đã từng làm nhiều video rất nhiều rồi. Thì cái sản phẩm này, động cơ của nó, trái tim của nó là động cơ 1.5 lít, sản sinh ra công suất cực đại ở 80 kW ở 5.200 vòng quay. Nó tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 6,5 lít cho 100 km thôi. Đây là một trong những cái sản phẩm xe tải van tốt nhất trên thị trường mà bạn có tìm kiếm được. Đấy. Với rất nhiều các cái quen thuộc từ cái hệ thống đèn pha bi xi lông, từ cái cụm lấy gió như chiếc xe BMW, hệ thống đèn sương mù dưới rất quen thuộc rồi. Thì cái sản phẩm này 5 chỗ, nó có đầy đủ các cái trang thiết bị cần thiết cho các bác tài xế, từ điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện, trợ lực lái điện, vân vân, mọi thứ đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Đây là một trong những cái chiếc xe mà điều hòa là mát nhất trong tất cả các chiếc xe van hiện tại đang có trên thị trường. Mình không nói ngoa luôn, mình đang nói thật. Các bạn có thể kiểm tra nó, các bạn có thể thử ngồi lên nó. Và nếu các bạn cần lái thử cái xe này, mình sẽ đánh xe đến tận nơi để cho các bạn xem. Ở phần đằng sau này các bạn nhìn này, mình có để cái đề can Gia Khánh Bakery đằng sau như thế này. Nó cơ bản nó cũng khá là ổn. Đấy, số điện thoại của khách hàng. Thì Đông Ben X30 V5 là một chiếc xe mà tải van chở được lượng hàng hóa nhiều nhất, khoảng 700 kg. Đấy, và cái sản phẩm này đã được nót sàn bằng inox như này. Nếu các bạn mà đang có kinh doanh các cái mặt hàng liên quan đến sơn này, bánh ngọt, rồi là các cái sản phẩm mà yêu cầu phải có chiếc xe tải van để di chuyển trong thành phố, các bạn có thể gọi cho mình 0987 7 3 3 22 hoặc Đông Ben Thiện Nhân. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và làm nổi bật ra cái thương hiệu của bạn chạy trên đường như thế này. Rồi, hãy để lại số điện thoại nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chân thành cảm ơn.